Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi Vâng, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với lại kênh GH Shop ngày hôm nay Ở trong cái video hôm trước tôi đã chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị à, Chúng ta là công năng cái tác dụng tuyệt vời của tinh dầu thông đỏ Và trong cái video ngày hôm nay Thì tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn à, Cũng như giải đáp cái câu hỏi và thắc mắc của tất cả cô bác anh chị thời gian qua là Những đối tượng nào và những ai lên sử dụng tinh dầu thông đỏ tinh dầu thông đỏ thì được à, coi là một loại thực phẩm chức năng được tinh chế theo công thức của người Hàn Quốc à, với cái thành phần chính là thông đỏ nguyên chất và một số các cái vitamin khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe như vitamin A vitamin E vitamin K và các axit amin protein đóng vai trò cung cấp và cấu tạo lên các tế bào của cơ thể chúng ta Ngoài ra với khoảng 20 cái loại hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa. À, đối với sản phẩm có nhiều dinh dưỡng và có cách nhiều cái tác dụng thế này. Thì các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và à, nhà khoa học cũng đã khẳng định nó có thể hỗ trợ điều trị và hỗ trợ điều trị rất hiệu quả đối với 11 loại đối tượng sau đây. Thứ nhất là những người bị rối loạn về nội tiết tố trong cơ thể, đặc biệt là phụ nữ. Thứ hai, đặc biệt phụ nữ là có vòng eo to phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt sinh lý không ổn định đối tượng thứ ba là những người gặp vấn đề về tiêu hóa khó khăn do thiếu vận động và đường ruột có vấn đề thứ tư là những người bị đau dây thần kinh viêm khớp nên dùng tinh dầu thông đỏ thứ năm là những người bị tê bì và tê liệt tay chân thứ sáu là cái tác dụng của tinh dầu thông đỏ rất tốt cho người mắc các chứng như hôi miệng thứ bảy là những người có làn da khô trang điểm không ăn phấn à, thứ tám là những người mà bị rụng tóc nhiều thì nên dùng tinh dầu thông đỏ là một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời. À, thứ 9 là những người cần sức bền và cần cải thiện về thể chất và về sức khỏe. Thứ 10 là những người khổ sở về vấn đề đường huyết, viêm, sưng tấy. 11 à công dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc là mang lại cho người những người hút thuốc, uống rượu và những người mắc cái chứng stress và trầm cảm nhẹ rất hiệu quả và đối với những người bình thường không mắc phải các vấn đề kể trên thì vẫn có thể sử dụng tinh dầu thông đỏ bình thường như một cách chúng ta phòng bệnh và chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động bởi vì nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe và cải thiện cái nhan sắc của con người cũng là vô cùng hiệu quả và đó cũng là lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe tốt nhất chúng ta nên dùng phòng bệnh còn hơn là chúng ta phải chữa bệnh và nhất là những người cao tuổi bởi đây không chỉ là sản phẩm thực phẩm chức năng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe mà nó còn có hỗ trợ điều trị cho rất nhiều các loại bệnh. Trên đây là cái video tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về các cái đối tượng nào mà được sử dụng tinh dầu thông đỏ hiệu quả nhất. Tôi tin rằng à, nó sẽ là một cái biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho những ai đang thực sự quan tâm và muốn sử dụng thay thế thuốc tây. À, quý vị còn băn khoăn có thể comment trực tiếp xuống dưới video này, tôi sẽ là người hướng dẫn hoặc chia sẻ giúp quý vị anh chị. Và nếu quý vị mong muốn đặt hàng thì hãy liên hệ ngay với GH Shop qua số điện thoại 0987 69 7007 hoặc số điện thoại 0902 284 189 hoặc truy cập với website ghshop.vn à, Đối với khách hàng ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận thì có thể đến trực tiếp cơ sở của GH Shop tại số 39 à, ngõ 32 trên 65 phố Đỗ Đức Dục, Nam Tử Niêm, Hà Nội à, GH Shop với tiêu chí sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng và uy tín. À, nếu phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi giá trị đơn hàng. Và đến đây thì không còn băn khoăn gì nữa. Quý vị hãy à, hoan hỉ và gieo duyên bằng cách hãy chia sẻ, like và chia sẻ cái video này lên các kênh à, và các mạng xã hội như Facebook và Zalo cho những người cần. Và để theo dõi các video tuyệt vời tiếp theo của GH Shop, quý vị hãy bấm vào theo dõi kênh bằng cách chúng ta nhấn vào quả chuông phía bên phải màn hình, điện thoại hoặc máy vi tính của cô bác anh chị. À, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, GH Shop sẽ à, tặng một cái món quà vô cùng tuyệt vời, đó là một cái phiếu kiểm tra sức khỏe miễn phí trị giá 500 000 đồng và chúng ta sẽ kiểm tra được 36 chỉ số sức khỏe trên cơ thể thông qua cái máy kiểm tra sức khỏe. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị trong các video tiếp theo của chúng tôi.